Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người lại quay trở lại với kênh Xem bóng đá là có tiền của mình. Hôm nay thì mình sẽ nhận định cái trận đấu diễn ra sớm nhất của giải bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra ngày ở rạng sáng ngày 14 tháng 8 năm 2021, trận đấu giữa Brentford và Arsenal. Ok, thì trước khi vào những cái nhận định chính của anh em thì cũng xin lỗi tất cả anh em là hôm nay thì do là đi tiêm vaccine Covid nên là lên video hơi muộn một chút, thì anh em thông cảm cho mình. Cái thứ hai nữa là trong đêm ngày hôm qua khi mà cái kèo bóng vòng loại thứ ba, vòng sơ loại thứ ba của C1 thi đấu thì mình cũng đã đẩy cho anh em ở trong nhóm bóng ăn một số kèo bóng ở trong đó. Bên cạnh đó thì cũng có những cái kèo chạy đạn và có những cái kèo không thể ăn được, thì đâu cũng không phải nhất là 100%, mình cũng nói lại là không phải 100% mình nhận định đều là ăn, cũng có trận thắng có trận thua, nhưng cũng mong là anh em sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Ok, thì mình sẽ vào những cái nhận định chính của cái trận đấu này. Đội bóng Brentford là đội bóng thứ 3 giành cái tấm vé thăng hạng ở mùa giải năm ngoái sau Norwich và Watford. Thì tân binh của mùa giải mới đã có một cái màn dạo đầu cực kỳ là ấn tượng, khi mà trong những trận đấu giao hữu gần đây thì họ có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Đáng kể nhất chính là cái trận hòa với tỷ số 2 đều trước các cầu thủ Manchester United. Vì đây cũng là một đội bóng mới thăng hạng nên Brentford sẽ không được đánh giá cao ở cái trận đấu này so với các cầu thủ Arsenal của huấn luyện viên Arteta. Còn về phía các cầu thủ Arsenal thì trong những cái trận đấu gần đây thì họ đã có một cái mạch trận thi đấu cũng không được thành công cho lắm. Trong 10 trận đấu gần đây nhất thì Arsenal đang chỉ có 6 chiến thắng, 2 trận thua và 2 trận hòa thôi. Về cái lịch sử đối đầu của cả hai đội thì hai đội đã từng gặp nhau 2 lần vào năm 2018 và năm 2020. Thì năm 2020 Brentford đã giành chiến thắng trước cầu thủ Arsenal, còn trận đấu năm 2018 thì Arsenal đã giành chiến thắng trước cầu thủ Brentford với tỷ số là 3-1. Về cái đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội ở trong cái trận đấu này thì về phía các cầu thủ Brentford họ không có những cái tên nào mà có thể đáng chú ý được cả. Thì họ có Tony, Godos cùng với lại vị trí của Fosu ở trên hàng công, Thompson, Janet, Batites sẽ là ở hàng tiền vệ. Còn về phía các cầu thủ Arsenal thì cũng các bạn có thể nhận thấy rõ ràng là những cái vị trí khá là quan trọng của họ sẽ ra sân ở cái trận đấu này, là trận mở màn của mùa giải mới, nên là những cái vị trí của Aubameyang, Balogun hay là vị trí của Rao sẽ ra sân. Họ có những cái tên cũng khá là mới, ví dụ như là vị trí của Nicolas Pepe từ khi mua về đến giờ cũng chưa thể hiện được nhiều. Ở cái trận đấu này thủ thành của họ sẽ là Ben Leno. Ở cái trận đấu này thì các cầu thủ Arsenal được đánh giá cao hơn và chấp đội bóng mới Brentford nửa trái. Với lợi thế ở trên sân nhà của mình thì liệu rằng ở trận đấu này các cầu thủ Brentford có thể giành được điểm số trước các cầu thủ Arsenal hay không. Còn về kèo tài xỉu ở cái trận đấu này thì đó là 1/2, 2.5. Thì để mà cho chắc kèo thì hiện tại thì nó cũng chưa có những cái kèo góc chắc chắn. Thì ở cái trận đấu này mình khuyên anh em là nên đi một cái kèo tài góc ở cái trận đấu này. Vì là một trận đấu mở màn trong mùa giải mới, nó cũng không có quá nhiều những cái phải đến nỗi là hai đội bóng phải quá căng thẳng. Thì mình nghĩ là ở cái trận đấu này nếu như để đi hai cái kèo phụ thì chúng ta sẽ nên đi một cái kèo tài góc và một cái xỉu thẻ. Đó là hai cái kèo bóng mà mình muốn đẩy cho anh em. Còn về kèo bóng chính là bắt bóng độ nằm bóng đội nào và tài hay là xỉu ấy, thì hiện tại mình nhận định mới chỉ là hôm nay chỉ là ngày 11 thôi, thì còn 2 ngày nữa đêm 12 và đêm 13 thì trận bóng này với đá. Thì tạm thời mình nhận định thì mình muốn hướng cho anh em là chúng ta nên bắt bóng Arsenal và một cái kèo tài ở cái trận đấu này. Sẽ những trận đấu đầu tiên thì sẽ không có quá nhiều cái thăm dò, mà hai đội sẽ đá thoải mái hơn so với những trận đấu ở vòng thứ 2 và vòng thứ 3. Thì trận đấu này thì chúng ta nên đi thêm một cái kèo tài cả trận và bắt bóng Arsenal, kèm theo hai cái kèo phụ đó chính là một cái tài góc và một cái xỉu thẻ.
Còn thực chất ra khi mà trận bóng chuẩn bị bắt đầu trước sớm nhất thì có thể là 2 tiếng hoặc 3 tiếng, thậm chí có những trận thì 15 phút chuẩn bị đá thì cả hai đội với có cái đội hình ra sân chính thức, thì lúc đó chúng ta nhận nhận định về cái lực lượng ra sân của cả hai đội thì chúng ta mới có thể phân tích rõ ràng được là chúng ta nên đi bóng đội nào, nên làm cái gì. Đó thì đấy là những cái mà mình muốn nhắc nhở và muốn nói đến tất cả anh em. Bên cạnh đó thì cũng mong là những anh em nào mà đã luôn luôn quan tâm ủng hộ mình trong cái thời gian qua rồi thì hãy để lại cho mình một like, một share và một đăng ký kênh. Các bạn có thể ấn chuông để nhận những cái thông báo mới nhất từ cái kênh của mình. Có lẽ là ngày hôm nay thì do là mình đi về hơi muộn một chút nên là ở bên cái kênh mới, bên cái kênh nhận định dự đoán và đẩy kèo, nếu như sớm thì mình sẽ lên một cái video ở bên đó nữa cho anh em xem, còn nếu như không thì anh em cũng hết sức thông cảm cho mình, tại vì là thời gian thì nó cũng không còn nhiều lắm nữa. Cái thứ hai nữa là mình nói thêm một chút về cái trận bóng đêm nay, trận đấu tranh siêu cúp châu Âu giữa Chelsea và Villarreal. Cũng từ lúc mình bắt đầu mở máy lên và làm đến giờ thì cũng rất nhiều bạn nhắn tin trực tiếp cho mình là hỏi về cái kèo bóng đó, thì mình cũng đã nhắc lại là ở trên cái video nhận định của mình cũng đã nhận định và nói rất rõ ràng rồi. Còn để anh em chắc chắn là cái trận đó chúng ta nên đi cái gì thì anh em hãy nên nhắn tin cho mình khoảng khoảng độ tầm cỡ 10 11 giờ đêm. Anh em không phải ngại là vấn đề làm phiền hay không, tại vì là thực chất ra mình đã để kèo cho anh em và mình sẽ luôn luôn xem bóng. Cái thời gian ngủ của mình sẽ là thời gian khoảng độ tầm từ 4 5 giờ sáng cho đến trưa, và chiều thì mình bắt đầu thức dậy và làm những cái công việc của mình là lên video, làm video rồi là nhận định, thăm dò những cái đội hình rồi đưa ra một cái video để cho anh em có thể xem được. Cái thứ hai nữa là cũng đẩy những kèo bóng cỏ cho anh em ở trong nhóm. Thì những anh em nào mà chưa kết bạn Zalo với mình thì các bạn có thể kéo xuống dưới phần mô tả kết bạn Zalo với mình thì mình sẽ cho anh em vào trong cái nhóm bóng của mình. Cái thứ hai nữa là sẽ hướng dẫn anh em cái cách để chúng ta có một cái trang bóng chơi uy tín nạp rút trực tiếp qua thẻ ATM ngân hàng. Đó là những cái mà mình muốn hướng đến tất cả mọi người. Mọi người hãy coi mình là một nhà đầu tư thông minh kiếm tiền từ ở cái bộ môn mà mình yêu thích. Chứ còn nếu như các bạn chỉ đánh bóng cho vui thì các bạn cứ đặt tiền rồi các bạn đi ngủ xong hôm sau dậy xem kết quả thì thực sự là mình cũng xin lỗi các bạn là nói như thế, là nói là thật sự lấy là đầu tư kiểu ngu dốt, không thể nào mà có được những cái lợi cả. Ngày hôm qua thì mình cũng có đẩy cho anh em một cái kèo, nếu như mình nhớ không nhầm thì cái trận đấu đó mình đẩy cho anh em một cái tài 3 3 1/4, thì lúc đó là ba trái nó ở khoảng độ tầm phút thứ 40 à phút thứ 30 của hiệp 2, là còn tầm 15 phút sau thì trận đấu sẽ kết thúc. Và ngay lập tức lúc đó thì nó có một cái kèo, đó chính là cái kèo số bàn thắng của trận đấu mà từ 2 đến 3 bàn thì chúng ta ăn tỷ lệ tiền đó là một ăn 1,19. Thì có nghĩa là lúc đó nếu như bạn đang đánh một cái kèo tài rồi, bạn đang thua một nửa tiền của cái kèo tài đó, và nếu như mà bạn muốn chạy đạn cái kèo đó thì bạn đánh ngay thẳng vào cái tỷ số đó. Bạn có thể đánh vào cái tỷ số 2 đến 3 bàn trong một cái trận đấu đó thì bạn sẽ ăn, là ví dụ đấy đánh 1 triệu thì bạn sẽ ăn được là 1 triệu 190 nghìn. Còn ở cái kèo tài mà trước đấy bạn đánh rồi á thì là 4 quả bạn mới được ăn. Thì đồng nghĩa với việc là nếu như nó có nổ thêm một quả thì là bạn ăn cửa tài. Còn nếu như nó giữ nguyên cái tỷ số là 2-1 là 3 bàn đó thì bạn được ăn cái cửa bàn thắng trong trận đó. Thì nó có về cái nào thì bạn cũng vẫn thắng tiền. Đó là hoặc là hòa chứ không có thua. Thì đó là cái cách để chúng ta có thể chạy những cái kèo bóng mà chúng ta đã đánh, và chúng ta nên đánh và chúng ta nên xem khi mà trận đấu đang diễn ra. Chứ còn nếu như mà các bạn đánh xong các bạn để đấy và chỉ đợi xem kết quả thôi thì các bạn đánh cho vui. Nếu như thế thì các bạn thừa tiền thì các bạn đừng có chơi vào nữa. Còn nếu như các bạn đã chơi thì các bạn phải chơi làm sao cho chúng ta có thể có được lợi nhuận từ cái niềm đam mê của chính bản thân chúng ta. Chứ còn nếu như mà chơi theo cái kiểu vô bổ, chơi theo kiểu đấy thì gọi là ngu dốt, thì các bạn tốt nhất là các bạn bỏ đi đừng có chơi nữa. Đó thì đấy là những cái vấn đề mình muốn nói đến cho tất cả mọi người. Thì cũng mong là trong thời gian sắp tới có thể là mình sẽ cũng thêm một vài kênh về những cái highlight hay là về những cái
thị trường chuyển nhượng, thì lúc đó thì cũng mong là anh em sẽ luôn luôn ủng hộ cho tất cả những cái kênh của mình. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình.